họ của bạn là hai ca, một buổi là hai ca, nhớ ha, được chưa? Thì ca 1 sẽ bắt đầu là 7 giờ rưỡi, ca 2 sẽ là 9 giờ rưỡi nha. Chứ nếu các bạn đi muộn một giờ, có nghĩa là những bạn ở ca 2 thì thường thường luôn có lượng tập thì các bạn sẽ chuyển qua tuần sau, đúng không? Nhưng khi đi thi thì không như vậy ha. Nếu các bạn không đi thi ở ca 2 thì coi như tuần sau không còn lớp cho các bạn thi nha. Cho nên lưu ý là khi đi thi ở tuần sau đó là các bạn một buổi ra hai ca như cái lịch thông thông thời ban đầu của bạn ha. Còn phần này thì nhắc lại cho các bạn nhớ ha.
đậu vô đây rồi chắc là trả lại hết cho thầy cô lớp 12 rồi ha, ít nhất là 3 năm 2 nữa đúng không? Nhưng mà chắc chắn là nhắc lại thì các bạn sẽ vẫn nhớ về cái chuyện là lắc Oberon. Cô nghe quen không? Oberon lắc nghe quen không? Rồi có bạn giờ này ngồi bắt đầu cảm thấy như mới lạ nữa ha. Thì cái điều hòa biểu hiện gen ở nhóm prokaryote sẽ tập trung bằng cái chuyện là những cái đoạn Oberon. Những đoạn Oberon đó nó sẽ có những cái promoter rồi những cái gen điều hòa phía sau, và bên cạnh đó nó sẽ có những cái gen điều hòa để ức chế gắn vào cái promoter, hoặc là để hoạt hóa nó cũng sẽ gắn vào promoter. Đó chính là ở prokaryote. Cũng là nó sẽ ở biểu hiện ở cái chuyện là từng cái đoạn Oberon ha. Và từng cái đoạn Oberon đó nó có thể tạo ra, nó có thể sao bản dịch mã thành rất là nhiều đoạn mRNA. Điển hình như đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ dịch mã tạo thành các protein rất là nhiều. Đó là về phía prokaryote. Đối với eukaryote của mình thì nó không còn một cái chuyện là những cái đoạn Oberon nữa, mà nó sẽ liên quan hết tất cả các quá trình từ DNA đến protein luôn. Cho nên tất cả quá trình đó các bạn sẽ thấy là từ trong nhân, ngay từ cái đoạn nhiễm sắc thể, để cái đoạn nhiễm sắc thể đó có thể phiên mã tạo thành mRNA, giai đoạn đó cũng sẽ có một cái nhân điều hòa. Có nghĩa là nó sẽ quy định là cái gen đó có được chuyển thành mRNA hay không, hay nó sẽ có một cái đoạn điều hòa ở đó, rồi từ mRNA tiền hơn để chuyển thành mRNA trưởng thành, sau đó đi ra ngoài tới bào chất, khúc đó nó cũng vẫn có điều hòa ngay chỗ đó. Và đến khi ra tới bào chất rồi thì mRNA có được tổng hợp thành protein hay không lại là một chuyện khác ha, chứ không phải là bất kỳ mRNA nào được tạo thành cũng được tổng hợp protein hết, nó sẽ có những cái giai đoạn để điều hòa. Thì các bạn sẽ thấy mình đã thông qua một số cơ chế để điều hòa, cho nên tính lại ở eukaryote mình sẽ không có cái chuyện là xét theo từng cái đoạn Oberon nữa, mà mình sẽ xét theo cả cái quá trình của nó luôn ha. Rồi nếu bạn nào có học cô một số bài, các bạn sẽ nhớ là những cái bài trước cô có hướng dẫn cho các bạn và có chỉ các bạn cách làm theo viết theo những cái keyword, có nhớ không ta ha? Có chỉ các bạn cách viết thành và cô có làm cho các bạn luôn. Cái hôm đó là những cái buổi đầu tiên cho nên có làm hướng dẫn cho các bạn, đến buổi hôm nay các bạn tự làm, cho nên trên cái slide này cô sẽ quay trở lại cái chuyện là chữ như vậy, chỉ có nhấn mạnh một vài cái thôi, giống như đang dắt tay hướng dẫn cho các bạn. Cho nên nếu bạn nào mà học riêng thì chịu khó là phải về nhà các bạn viết lại theo cái dạng keyword mà cô có chỉ ha. Trong những cái slide hay cái bài trước của cô á có cái dạng đó cho các bạn, được chưa? Còn cái hôm nay thì cô để cho các bạn tự làm, không làm cho các bạn nữa ha. Thì các bạn sẽ thấy là những cái điểm khác nhau giữa cái điều hòa biểu hiện gen ở prokaryote và eukaryote. Thứ nhất sẽ là các gen của eukaryote sẽ không tạo thành các Oberon, hồi nãy nói rồi ha. Cấu trúc của chromatin sẽ ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen của eukaryote. Chromatin là gì vậy cả lớp? Chromatin là gì vậy? Sợi nhiễm sắc đúng không? Ha, là sợi nhiễm sắc thể đó. Ở eukaryote thì các chất hoạt hóa nó sẽ có vai trò phổ biến hơn so với prokaryote. Ở prokaryote hầu như chất hoạt hóa và chất kiềm hãm vai trò là ngang như nhau, nhưng ở eukaryote thì chất hoạt hóa nó sẽ có vai trò phổ biến hơn. Và cái thứ tư, cơ chế điều hòa biểu hiện gen ở eukaryote nó sẽ liên quan đến nhiều cái cơ chế khác nhau tác động lên các khâu khác nhau. Có nghĩa là mình sẽ xét các quá trình chứ mình không xét từng đoạn Oberon nữa, mình sẽ xét hết tất cả các quá trình, tất cả các cơ chế.
bố đang có sự nhớ em đã xin đề nhớ gửi đi em đến mặt được cô không ạ? Tại vì hầu như là một cô có gửi một cái tập tài liệu lên cho một cái bạn nào đó không phải là cái sự cho bây giờ cô không không nhớ là gửi cho bạn nào cho nên các bạn có sự nhớ nhớ đi nghe lại để thống kê lại cho các bạn còn thiếu những bài nào các bạn thống kê lại luôn tất cả những bài của những thầy khác luôn cô sẽ nhắc các bạn gửi cho bạn luôn ha. Vậy thì quy tắc chính của điều hòa biểu hiện ra ở eukaryote thì các bạn sẽ thấy là điều hòa biểu hiện ra nó chính là điều chỉnh giữa các sản phẩm của gen bao gồm DNA và protein hiện diện ở trong tế bào với một cái số lượng đủ có thể là cần thiết cho tế bào mà không quá nhiều ha. Thì trong đó những cái quy tắc là tất cả các quá trình này điều là liên quan đến cái chuyện mà điều hòa biểu hiện gen và đương nhiên để điều hòa biểu hiện gen xảy ra nó phải xảy ra ít nhất một trong các quá trình này thì các bạn sẽ thấy thứ nhất là sự tổng hợp RNA nguyên thủy có nghĩa là RNA ban đầu á có bao gồm các bạn ép xong và tinh tròn luôn á sau đó sẽ biến đổi RNA sang tổng hợp. Kế tiếp sẽ là cái chuyện tiêu hủy mRNA. Tiêu hủy này nó nằm luôn ở cái chuyện là nếu cái đoạn mRNA không đúng, có nghĩa là khi mà nó làm ra nó sẽ xuất ra không đúng thì lập tức cơ thể mình sẽ tiêu hủy luôn chứ cơ thể mình cũng không sử dụng ha. Và nó nằm luôn ở cái chuyện mà tiêu hủy cả những cái virus xâm nhập vào cơ thể dưới dạng mRNA. Các bạn thấy chứ không phải là tiêu hủy mRNA của chính cơ thể không, mà nói chung là nó tiêu hủy luôn là những cái mRNA nền tảng xâm nhập vào cơ thể. Tổng hợp protein biến đổi sao giải mã vận chuyển protein và tiêu hủy protein thì phần protein này các bạn sẽ được học ở trong cái phần sinh tổng hợp protein. Nó sẽ có những cái yếu tố điều hòa trong sinh tổng hợp protein ha. Cho nên hôm nay cô chỉ giới thiệu với các bạn sơ về bốn cái đã thấy là đầu để tiêu hủy mRNA. Và thật ra bài này chính là một cái bước để cho các bạn lên năm ba các bạn sẽ đi sâu vào cái chuyện sinh học phân tử. Đây chính là cái bài mở đầu cho các bạn. Sao mà sao nghe cái sinh học phân tử thấy phấn khích dữ vậy? Nghe đồ sao mà nghe cái sinh học phân tử thấy phấn khích dữ vậy? Thật sự sinh học phân tử rất thú vị các bạn. Với điều kiện nếu các bạn thích nghiên cứu thì nó thú vị ha. Cho nên bài này coi như là một cái bước để mở đầu cho các bạn ban đầu làm quen. Vì vậy trên sau này lên năm ba chắc chắn các bạn sẽ tập lại những cái điều hòa biểu hiện để liên quan đến chuyện sinh phẩm ha. Vậy thì mình sẽ đi vào cơ chế đầu tiên đó chính là cơ chế điều hòa dựa trên cấu trúc nhiễm sắc thể. Cái này là gì vậy các bạn? Này là gì đó? Từ nguyên cái màu xanh tím này luôn lên cái màu vàng ở trong này, nguyên này là gì đó? Hả? Miệng chân hả? Đó ha, tại vì nhất là cái giờ này là bắt đầu cũng hơi đói bụng rồi, nhìn lên này thấy góc cô bị chứng đúng không? Cái gì vậy? Nhân, chính xác rồi, nhân. Còn là cái sợi vàng vàng này chính là gì? Chính là những cái sợi nhiễm sắc nha. Cái bài màu tím này chính là cái phần màng nhân ha. Nó có những cái lỗ màng nhân luôn, người ta phải thay cho mình có dịch thành tô bị chứng nha. Yeah. Và các bạn sẽ thấy ở đây người ta cho các bạn thấy một cấu trúc của một sợi nhiễm sắc sẽ như thế nào. Đây chính là DNA, nó sẽ quấn quanh gì? Này thì cái khúc cũ rồi không? DNA sẽ quấn quanh cái gì? Histone. Bao nhiêu histone? 8
Do đó tiếng mông là một vai trò quan trọng nhất. Hát mấy. Trả lời được không? Không được thì đã đi qua trách nhiệm ha. Mình nói tiếng mông nào? Thực ra mình có tám tiếng mông, là tám cái tiếng mông trong cái bộ này. Bên cạnh đó các bạn còn một cái phần tiếng mông ngoài nữa. Các bạn thấy cái miếng màu xanh xanh này không? Cái phần màu xanh xanh tím tím nó căng ra bên ngoài của cái vòng vốn này nè, thấy không? Ha, đó là một phần tiếng mông nữa. Cho nên tám cái tiếng mông đó thì các bạn sẽ có là tiếng mông A 2 A B và tiếng H 3 H 4 hình thành nên tụng cặp, hình thành tám tiết sau. Ngoài ra nó còn một cái tiết sau quan trọng gắn ở ngoài đó chính là H1. Một lát các bạn thấy là tại sao nó phải là quan trọng ha. Rồi sợi DNA có mấy vòng quanh tiết sau? Mấy vòng? Muốn bao nhiêu vòng? Một và 3/4 thì người ta tính ra là khoảng 1/67 lần ha. Qua cái tỉnh tiếp sau. Rồi sau đó cái tỉnh tiếp sau này sẽ phải đọc xoắn cực đại lại để tạo thành về nhiễm sắc thể. Đó chính là cái cấu trúc. Thì cái giai đoạn mà nhiễm sắc thể ở cái cấu trúc mà xoắn cực đại đó, người ta gọi là heterochromatic đó, thì giai đoạn đó hầu như sẽ không có sự sao mã hay dịch mã gì xảy ra. Nói chung là sẽ không xảy ra được quá trình tạo thành mRNA. Thế bạn ha. Vì vậy cho nên sự sao mã của nó sẽ nằm ở trong cái vùng xoắn này, hoàn toàn sẽ bị bất hoạt. Và đây cũng là một cách mà cơ thể mình làm cho một đoạn gen bất hoạt. Có thể là nó không muốn cái đoạn gen đó tạo thành protein, cho nên nó sẽ bất hoạt cái nhóm gen đó. Ví dụ điển hình là các bạn sẽ thấy là protein ở da của mình nó sẽ khác protein của tế bào gan, đúng không? Ha, cho nên cái chuyện mà tạo thành protein biểu hiện là tình trạng bên ngoài đó, nó cũng là một phần phụ thuộc ở cái chuyện là cái nhiễm sắc thể này nó bất hoạt đi, nó cụ tròn xoắn cực đại cái này nên cái đoạn gen nó không thể làm mà sao mã được. Đây là các bước để hình thành nên cái cấu trúc xoắn cực đại của nhiễm sắc thể. Thì có thể thấy là ở cái mức đơn giản thì cái chuỗi này nó sẽ là những cái chuỗi xoắn song song thôi. Sau đó DNA sẽ được kết hợp với tiết sau để tạo thành một cái đơn vị được gọi là nucleosome. Đó bạn ha. Trong đó nucleosome sẽ gồm có 8 cái protein tiết sau và bên cạnh đó là sẽ có một protein H1. Các bạn sẽ thấy cái tiết sau H1 này không? Đây là chính là miếng màng vàng á, mà các bạn có cảm giác là chính cái H1 này nó là đóng vai trò chủ yếu khóa cái gì này gắn với cái sau này. Các bạn thấy không? Ha? Chính cái H1 này nó đóng vai trò giống như là một cái khóa để nó gắn, nó khóa cái gì này gắn chặt vào cái tám cái huyết sau ở trong. Và khi đi này ở cái trạng thái gắn chặt vào cái huyết sau ở trong này thì cái đoạn đi này sẽ không sao mãn được, chắc chắn là sẽ không có sao mãn được. À, chỉ khi nào cái tiết tấu H1 này nó được mở khóa ra, DNA nó trở nên lỏng lẻo, nó không còn gắn chặt vào cái nhóm tám tiết tấu nữa, thì lúc đó DNA mới sao mãn được. Và cái cơ chế làm sao để cho cái H1 này nó không có khóa DNA nữa cũng là một vấn đề, đúng không? Phải làm sao đó để cho nó không khóa, chứ nếu không nó khóa chặt lại thì DNA của mình sẽ không thể nào mà sao mãn được ha. Rồi sau đó các bạn thấy là cái đơn vị nucleosome này nó sẽ cuộn tròn lại, nó xoắn
tụ lại thành một cái giống như sợi dây hồn vậy đó, khoảng 30 nanomet. Rồi sau đó cái sợi này nó mới lặp lại nữa, có thể nó lại cuộn thêm một lần nữa để tạo thành cuối cùng là tạo thành cái sợi nhiễm sắc thể vượt xoắn. Vậy thì những cái vùng diễn sắc thể mà nó được sao mãn bắt buộc nó có ba cái đặc điểm sao thì nó mới được sao mãn, còn nếu không thì nó không sao mãn được nó bạn ha. Thứ nhất là cấu trúc của nó không có được sao cũ, có nghĩa là trong nó có thể xoắn và tái thiết xong có thể hơn thì được, nhưng mà cái xích to nó cũng không sao cũ. Các bạn thấy có như vậy là cái đơn vị nucleoson nó xoắn cuộn lại nó một lần nữa đúng không, cho nên cái phần đó không được xoắn cuộn. Chuyện thứ hai, các nucleoson này nó phải không có histon H1, mà muốn nó không có histon H1 thì làm sao hả? Làm sao bây giờ trong cấu trúc chắc chắn khi gọi cấu trúc xoắn là nó phải có histone H1 rồi, mà H1 đây là cái khóa đi kèm theo như vậy, bây giờ làm sao để loại ra được nó, hủy nó đi, ác dữ vậy hả? Rồi mai mốt gần nó để nó khóa lại thì lấy cái gì mà khóa, tổng hợp lại cơ thể mình nó không rảnh gì đâu ha, đúng không? Cơ thể mình thấy vậy chứ nó cũng lười lắm, nó không rảnh gì đâu. Thật ra nó sẽ đi bất hoạt cái H1, và nó bất hoạt cái H1 bằng cách là nó mê thiên hóa cái histon. Người ta sẽ gọi nó là các histon lõi phải được mê thiên hóa. Mê thiên hóa là sao? À, có thể đi lên lớp hóa mà. Mà lớp đã thiên hóa rồi thì phải không? Rất nhiều. Thì lại chưa, anh chưa phải không? Mê thiên hóa là gặp cái góc nào? Xem là chính xác ha. Sao bây giờ nó chưa hóa dữ vậy? Mà sao lúc đến khi nó thật thẳng quá vậy? Chính là gặp nhớ xe mắt ba và ở hít tông 1. Thì khi gặp nhớ xe mắt ba và hít tông 1 thì cái hít tông 1 đó nó không còn cái chức năng, nó không thể là liên kết với lại cái DNA để mà gọi là nâng ra khóa DNA lại. Lúc đó nó sẽ gọi là mở khóa ra để cho DNA nó lỏng lẻ, nó không chặt vào tại cái histon. Đó các bạn ha. Rồi, chuyện thứ ba sẽ là các CpG. CpG người ta gọi nó là các đảo giàu rê, những cái đại những cái vùng á, người ta gọi là đại hóa là những cái vùng nó giàu C và G ha. Thì những cái vùng này nó ít bị mê tiêu hóa hoặc thậm chí nó lại không bị mê tiêu hóa trên cái cytosine, trên cái nucleotide. Cytosine là nucleotide gì? Cytosine là nucleotide viết tắt là chữ gì? Chữ C. Hình như chưa đi thi mà quên hơi nhiều rồi ha, đúng không? Cytosine là nucleotide C. Thì cái vùng mà giàu C và C trên DNA, tất cả các DNA nó đều có một số cái vùng giàu trình tự C và C, người ta sẽ gọi nó là cái đảo CpG. Thì cái đảo CpG đó nó phải không bị hoặc là nó ít bị mê thiên hóa, tại vì một gen DNA mà ở cái vùng gen nào mà bị mê thiên hóa thì đoạn gen đó sẽ bị bất hoạt, đoạn gen đó sẽ bị làm căng thẳng đi đó bạn ha. Và cái chuyện mê thiên hóa cái đoạn gen DNA này nó liên quan rất nhiều đến những cái bệnh, và nhất là bệnh ung thư, là bởi
vì một số các bạn ở CBT nó bị lạc mê tiêu hóa, dẫn đến các bạn trên đó bị lạc tiêu lạc, bị lạc bất hoạt, dần cơ thể mình không sản xuất ra được cái protein để phục vụ cơ thể để chống lại những cái hoạt động. Và những cái thực phẩm mà mình ăn vào á, hiện giờ các thực phẩm mình ăn vào có rất nhiều gốc sẽ vào, nó là gốc oxy hóa phải không? Đó, chính những cái gốc oxy hóa đó nó là tăng quá trình mê tiêu hóa trên pin này. Nó rằng là một khi pin này bị mê tiêu hóa thì cái đoạn sen đó sẽ bị bất mạng, sẽ bị lạc đi, cho nên nó sẽ không hoạt động được. Ví dụ như một số các enzyme có chức năng chống lại tế bào ung thư và tự nhiên bây giờ nó bị lạc bất hoạt đi trên cái từ cái nguồn gen của nó, thì lấy gì nó sản xuất ra được cái chất để chống ung thư đó, các bạn hình dung được không? Cho nên đó là một trong những yếu tố là những cái gen ung thư như vậy. Vậy thì tóm lại cái vùng gen này để phá hóa thì nó đạt được ba cái đặc điểm sau đây à, thì nó mới có thể được mã hóa. Rồi sau đó hoặc là các bạn sẽ có một cái từ khác là gì, phiên mã để tạo thành mRNA, rồi sau đó có dịch mã tạo thành protein. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là có một cái sơ đồ biểu hiện cho các bạn thấy là cái chuyện người ta gọi SG nó bị off, có nghĩa là nó bất hoạt, với cái SG nó hoạt động thì người ta gọi là SG on và SG off. Vậy trường hợp nào là SG off? Ở đây là cái SG nó bị gì? DNA nó bị gì? Mê tiêu hóa ở cytosine. Chính là những cái cục mà nó đã các bạn thấy không? Ha, nó sẽ gắn vào cái cytosine trên đi này. Và khi đi này bị mê tiêu hóa ở cái cytosine thì nó sẽ là bất hoạt, nó off, có nghĩa là hoặc là người ta còn gọi là nó bị căng thẳng đi. Hoặc là trên off này nó sẽ bị gắn một cái nhóm phức hợp chất vào, nó cũng gây nên cái chuyện là gen nó bị căng thẳng đi. Và bên cạnh đó bạn thấy là gen nó cũng bị gì, cũng bị mê tiêu hóa ha. Vậy thì để cho từ một cái gen off trở thành gen on, có nghĩa là có thể phiên mã dịch mã, thì sẽ sao? Thứ nhất là phải làm gì, acidin hóa hoặc là mê tiêu hóa ở histone. Hoặc là mình có hai cách là acidin hóa và mê tiêu hóa, nhưng mà đa số thì người ta bên bản mình nó hay là về tiêu hóa hơn, có thể gắn cái gốc sinh ăn vàng vào, hoặc là từ cái gen đang lên o này cũng chuyển thành gen o thì sao, cũng ngược lại thôi, về tiêu hóa vào cái gì này, hoặc gắn một nhóm phúc chất vào để làm cho nó cân bằng đi cái đoạn gen của nó. Và trong cái chuyện mà trong cái đoạn gen nó có thì một cái yếu tố nữa là do nó ở trong trạng thái gì, trạng thái là trạng thái gì, xoắn ngược lại, nó đâu có xoắn ngược lại, cho nên nó cũng không thể nào dịch mã được, không thể nào phiên mã để dịch mã được ha, mà nó bắt buộc phải được tháo xoắn và phải được ở cái trạng thái gọi là lỏng lẻo, có thể là tháo hoặc lỏng lẻo luôn. Thì lúc đó nó một số cái yếu tố các bạn đã học ở cái phần sao mã rồi đúng không, thì những cái yếu tố hoạt hóa cho quá trình sao mã nó mới xảy ra được ha. Bên cạnh đó thì mình sẽ có những cái yếu tố gọi là gì nữa giúp cho tăng cường cái quá trình đó, thì nó sẽ gọi là mediator, những là một cái yếu tố trung gian giúp cho quá trình hoạt hóa nó xảy ra hơn. Vậy thì sự biến đổi của cấu trúc nhiễm sắc thể nó sẽ được cái sao mà chủ yếu nó bụng mù, và sự biến đổi đó chính là mê tiêu hóa hoặc là acid tiêu hóa trên phân tử histone. Nhớ nha, quá trình biến đổi này nó sẽ bắt đầu bằng cái sự
histone acetylcholine phải vào được gọi là hết. Đó là nhóm enzyme được gọi là hết. Bên cạnh đó, các bạn sẽ thấy là những cái vùng DNA mà tại đó không cần thiết cho nhu cầu tế bào, có nghĩa là những cái vùng gen và tế bào không cần tạo ra mRNA, thì bắt đầu chúng ta phải cái gì? Đề acetyl hóa. Các bạn hình dung được không? Có nghĩa là các bạn gen nào cơ thể mình đang cần thì nó sẽ được methyl hóa bằng cách gắn các nhóm gì? H là nhóm H là một nhóm enzyme giúp cho sự methyl hóa. Ha. Bên cạnh đó, nếu cái đoạn gen đó bây giờ đang hoạt động một cơ thể mình không cần nữa, thì nó sẽ có một cái nhóm enzyme khác gắn vào để gì? Cắt cái methyl hóa nó ra khỏi cái gen. Thì cái nhóm enzyme đó chính là HDAC này được viết tắt từ cái histone deacetylase, thì nó sẽ cắt ra khỏi đó ha. Bên cạnh cái chuyện mà methyl hóa và acetyl hóa cái histone, thì để mà cấu trúc gen nó lỏng lẻo, nói chung để một cái gen ở trạng thái là xuyên on, có nghĩa là nó có thể dịch thể tổng hợp protein, thì nó sẽ có một cái quá trình nữa, nó gọi là quá trình chuyển dịch của các nucleoside. Nó chuyển dịch được các nucleoside luôn ha các bạn ha. Nó sẽ do một số các protein đặc biệt cảm nhận, ví dụ như là SWI, SNF hoặc là SNR1 và ISW1. Đó là một số các nhóm protein giúp cho quá trình dịch chuyển các nucleoside. Đây là cái sơ đồ biểu hiện cho các bạn hai nhóm. Thứ nhất là cắt này, cái này là gì các bạn? Cho đây là off hay là on? On hay off? On. Các bạn thấy thứ nhất là có cái H gắn vào histone, thấy không? Cái thứ hai là nó có một số nhóm protein này làm việc gì đây? SWY, SNF là chuyện gì? Dịch chuyển gì? Dịch chuyển nucleoside. Cho nên trạng thái gen ở đây là trạng thái on, có nghĩa là có khả năng sao hóa tạo ra protein. Bên cạnh cái hồ thiếu này là trạng thái gì? Ở dưới đây trạng thái gì? Ở thì các bạn thấy là nó có cái gì đây? HDAC là một deacetylin, có nghĩa là nó cắt đi cái nhóm acetylin hoặc nó cắt luôn cả nhóm methyl ra khỏi histone để cho cái histone này trở lại trạng thái làm cho cái gen nó tăng đặc, nó duy ở. Chúng ta diễn tả sự kích hoạt hoàn hóa của cái gen, nói chung là các giai đoạn của cái gen off và gen on dựa trên cái chuyện là methyl hóa histone. Hồi nãy chúng ta cho mình coi là cấu trúc của tế bào, vô tới đây là này là gì các bạn? Nhiễm sắc thể mà từ cái sợi này người ta sẽ người ta kéo dài nó ra để các bạn thấy là cấu trúc của một cái sợi nhiễm thì các bạn thấy là những cái histone này nó cuộn xoắn rất là nhiều đúng không? Trong đó đây là một nucleoside,
thì các bạn thấy cái màu vàng này chúng ta đã đang nhắm thấy chưa? Acetin ha. Và khi nó gắn nhóm acetin hoặc là methyl thì nó sẽ làm cho cái điện này là lỏng ra, các bạn thấy không? Nó tháo xong lỏng ra, nó không còn phải chặt vào huyết tông nữa. Và khi nó trạng thái lỏng như vậy thì nó mới những cái RNA polymerase nó mới bán vào được để nó bắt đầu sao mã và dịch mã. Khi là nó dịch mã xong thì các bạn thấy cái acetin màu đỏ nó sẽ cắt đi cái nhóm acetin, thấy không? Làm cho đêm nay nó trở lại thành sao xoắn lại như bình thường. Đó, và khi nó xoắn lại như bình thường ở cái trạng thái xoắn ngược lại này thì nó sẽ không có biểu hiện được. Người ta gọi nó là trim off là như vậy thôi. Đó là cơ chế dựa trên sự biến đổi chính sắc thể. Tiếp theo mình sẽ đi qua cơ chế điều hòa dựa trên các yếu tố của sao hỏa. Cái này học chưa? Cái yếu tố sao hỏa học chưa? Học rồi, bây giờ đó. Cho các bạn thời gian để lật ha. Lật tài liệu lại, trả lời cho cô là mình có được yếu tố nào để khởi đầu sao hỏa? Yếu tố mạng hóa cho quá trình khởi đầu sao hỏa. 30 giây ha. Hoặc là nó sẽ tăng cường sao mã và nó bán vào cái đoạn
khi nó đôi khi cái đoạn này nó nằm ở rất là xa cái bộ tâm. Đây là cái mấu chốt cô vẽ lại cho ta đấy, hình tương đối là để cho các bạn dễ hình dung ha. Thì các bạn sẽ thấy là đây là cái kệ gen tồn được sao mã gen A và gen B. Đây là một bộ tơ, đây là cái một gắn antisense. Thì các yếu tố sao mã thay nó sẽ bám trực tiếp trên cái đoạn DNA ở cái một antisense, và một số cái sẽ bám vào DNA ở cái đoạn promoter ha. Nó sẽ giúp, và các bạn thấy là không có cái chuyện là yếu tố sao mã của gen A thì nó sẽ kích hoạt luôn cả gen B, không có chuyện đó xảy ra, là bởi vì giữa cái gen A và gen B nó sẽ có một cái vùng giống như là vùng cách ly vậy các bạn. Nó sẽ có một cái vùng mà ta gọi đó là vùng insulator. Thì cái vùng này nó sẽ ngăn cách cái chuyện là hoàn hóa đúng cái gen A thôi, nó không có cho hoàn hóa qua cái gen B. Nó đó là một số các yếu tố giúp cho quá trình sao mã. Bên cạnh đó, người ta gọi có một số các protein nó gọi là đầu kích hoạt, thì nó sẽ có chức năng giống như các protein kích hoạt sao mã, nhưng mà nó không có trực tiếp bám vào DNA mà nó sẽ liên kết với nhau bằng cái tương phức hợp protein, và nó sẽ tương tác như thế là protein liên kết với protein chứ nó không bám trực tiếp trên DNA. Thì những cái yếu tố đó người ta gọi nó là yếu tố đầu kích hoạt. Cái này nhìn quen không? Nhất là cái chữ Spalamod này quen không? Không quen. Bây giờ mình đến giờ này bắt đầu từ chối, không quen nó luôn. Nhất quý không quen. Đúng không? Đó, họ từ sáng, hồi sáng các bạn có biết không? Không, mới có biết là chiều này thôi. Ờ, mới họ là chiều tới giờ thôi, đó là bạn giữ xa ta bóc kia không quen luôn. Rồi cho các bạn 30 giây lộn lại coi cái chữ xa ta bóc này là nó nào ở phần nào vậy. Tại vì thật ra cái xa ta bóc đó là một phần rất là quan trọng trong cái chuyện sao mà để tạo ra em mờ như thế này. À, cái xa ta bóc này cái chính là cái gì?
một cái bài sao bạn có thể tạo thành MRNA, các bạn phải có cái phần này thì các bạn mới dễ học, các bạn mới dễ nhớ tất cả các yếu tố nó gắn vào. Chứ mà các bạn coi trong tác là chữ tất cả thì nhớ thì làm sao các bạn nhớ được cái yếu tố nào ha? Nên các bạn thấy đầu tiên sẽ đặt cái yếu tố CTP, nó sẽ gắn vào ở một cái đó trước tiên, sau đó đến các TF2. TF2 là cái enzyme được cái DNA polymerase 2 thì nó sẽ có TF2 này. Các bạn phải về nhà thống kê lại TF2 này, các bạn có mấy loại TF2. Mình sẽ có là TF2 D đầu tiên ở đây, rồi B, rồi F, các bạn thấy không? Nói chung là một loạt các TF2 E và H ở dưới đây nữa. Giờ các bạn phải nhớ trường tự của các TF2 gắn vào. Cho nên đầu tiên ở đây là TF2 đang gắn vào trước D, và sau đó TF2 D nó sẽ gắn lên cái TF2 D. Bên cạnh đó các bạn thấy TF2A cũng sẽ gắn vào một phần hồng hồng này, các bạn thấy không? Và TF2F thì lại gắn trên cái RNA polymerase, ha, nó gắn trên đây chứ nó không gắn trên cái sợi gì này. Trên đây là một số cái yếu tố quyết định quá trình sao mà. Cho nên cái phần này là một là giúp các bạn gần như là thống kê lại các yếu tố hoàn hóa ban đầu, các yếu tố kích hoạt ban đầu cho quá trình sao mã. Các bạn còn cái yếu tố kéo dài sao mã nữa và cái yếu tố kết thúc sao mã nữa. Cái này chỉ là cái giai đoạn đầu thôi ha. Còn mấy giai đoạn sau không phải tự mình thống kê lại. Rồi cuối cùng sẽ ra lên cái điều mà dựa trên cái chuyện mà tiêu hủy các bạn mRNA. Thì tiêu hủy các bạn mRNA này nó sẽ được thực hiện cũng nhờ một dạng mRNA khác ha. Các bạn sẽ thấy là sự bất hòa gen, nói chung là nó tiêu hủy các bạn mRNA thì nó có bất hòa gen không? Có. Cái gen nó đâu có sao mà nó được đâu. Cho nên người ta cũng gọi nó là bất hòa gen, đó là một hình thức để bất hòa gen, không cho gen biểu hiện tình trạng. Các bạn phải nhớ nha, một cái đoạn gen được biểu hiện tình trạng khi nó tạo được protein biểu hiện tình trạng đó. Còn nếu nó không tạo được protein biểu hiện đó thì coi như là cái gen đó bị bất hòa. Cho nên cho dù nó có tạo ra mRNA nhưng mà mRNA của nó bị phân hủy thì nó cũng dẫn đến là bất hòa gen. Thì sự bất hòa gen này sẽ được thực hiện bởi một nhóm các protein được gọi là microRNA, viết tắt là miRNA. Và thật ra cái miRNA này nó thuộc một nhóm người ta gọi là RNA can thiệp, mà các bạn sẽ thấy là người ta viết tắt là RNAP, có nghĩa là RNA interference, được gọi là RNA can thiệp. Thì RNAP này là một nhóm nhỏ, các RNA nhỏ được gọi là small RNA. Nó sẽ có kích thước chỉ từ khoảng 19 đến 25 nanomolar và nó có cái khả năng là can thiệp vào quá trình suy giảm và dịch giả. Vì vậy cho nên nó sẽ giúp cho kiểm soát các gen đang hoạt động. Thì nó sẽ can thiệp như thế nào? Các bạn sẽ thấy là nó cái chuyện nó can thiệp. Các đoạn mRNA nhỏ này nó sẽ tương tác với cái đoạn mRNA và thường nó sẽ tương tác ở cái đầu 3' không được mã hóa, được viết tắt là 3'UTR, là không được mã hóa đó các bạn ha. Nó sẽ theo cái cơ chế bổ sung khi mà nó gắn trên cái đoạn mRNA nó muốn tiêu hủy nha các bạn ha. Nó bản thân nó là một RNA nhỏ và khi cái đoạn này
Cho nên khi nó gắn cho nó thì nó vẫn tuân theo quy tắc của xung. Thì khi nó gắn nó sẽ dẫn đến sự phong thủy em vào đây, hoặc là nó sẽ ngăn cản luôn cái quá trình giải mã. Cơ chế này được dùng hầu hết ở một ba số nhà cho cơ lệnh của mình. Với các hàng ngàn M, R này khác nhau, M, Y, cái micro R này khác nhau. Đây là sơ đồ cho các bạn hình dung một cách rõ hơn về cái chuyện mà tạo thành cơ thể mình làm sao để tạo thành được cái micro M, micro R này, được gọi là M, Y, R này. Chắc là cô sẽ tự nhận cái sai này cho các bạn. Cho nên cái đầu tiên cũng cái micro RNA này cũng được tạo thành từ trong gen của mình, từ trong gen thì nó sẽ tạo thành dưới dạng là tiền RNA. Sau đó nó được gọi là biến đổi để tạo thành RNA, micro RNA trưởng thành. Và sau đó một công đoạn có nghĩa là khi nó ra ngoài tế bào chất nó sẽ bị cắt. Ban đầu ở trong cơ thể của mình, ở trong nhân, nó hình thành ở dưới dạng kẹp tóc, cấu trúc kẹp tóc. Cái màu này là người ta gọi đây là cấu trúc kẹp tóc, nghe quen không? Nghe cái từ cấu trúc kẹp tóc nghe quen không? Không luôn. Tới giờ là nó từ chối quen mất mọi thứ ha. Được chưa? Khi ở cái bài em là ai hoặc là đi ngay tổng hợp tạo thành em là ai, các bạn sẽ có một cái khái niệm về cái chuyện là tạo thành cấu trúc kẹp tóc, thì nó sẽ ứng dụng ở cái chuyện này đây. Khi đi ra ngoài tới là chết thì cái đoạn này các bạn thấy nó sẽ bị cắt đi, nó chỉ còn ví dụ như ở bên đây thì nó sẽ còn các bạn màu xanh, hoặc là bên đây thì nó sẽ còn là các bạn nước, cái cấu trúc nước này ở trên màu xanh này thôi, còn cái phần màu đỏ sẽ bị tiêu hủy đi. Phần màu xanh đó chính là cái phần hoạt động ha. Thì khi cái đoạn màu xanh này nó gắn trên cái đoạn mRNA cần phân hủy, thì khi có nó gắn thì là cất cái mRNA, nó sẽ đi lại nó cắt cái đoạn mRNA. Cho nên cái đoạn nhỏ này nó có thể ở dạng thẳng để liên kết bổ sung, hoặc nó tạo thành một cái dạng lướt, có nghĩa là nó có cái vòng ở cái cấu trúc kẹp tóc ở dạng lướt này, nó sẽ gắn vào mRNA. Thì khi có sự gắn của nó thì cái đó nó sẽ bị hủy. Đó là cái cách cơ thể mình gọi là tiêu hủy mRNA không đúng, và thậm chí tiêu hủy luôn cả mRNA của virus khi xâm nhập vào cơ thể của mình. Các bạn ha, đối với một đoạn mà lạ thì cơ thể mình nhận gì, đó là một đoạn em vào đây là thì lập tức nó cũng sẽ tiêu hủy bằng cách này, nó sẽ gắn cái đoạn đó và cái micro RNA là mà nó tiêu hủy. Thì cái phần điều hành kiểm soát này mình hình ảnh đã đặt rồi, đây chỉ là một cái bước để một cái bài mở đầu để cho các bạn đi vào cái năm ba của các bạn là cái phần thực phẩm. Cho nên ở phần này cô chỉ giới thiệu thái quát cho các bạn thôi. Ha, sang năm ba các bạn sẽ được học kỹ hơn, chắc chắn là sẽ được học kỹ hơn rồi. Được chưa? Cho nên ở phần này chỉ giới thiệu thái quát cái này thôi, các bạn nắm nó như ra là đủ đủ mệt rồi. Thế chưa? Đó. Thế chưa? Ha. Cô nghĩ là với cái lượng như đây thôi là đã đủ làm cho các bạn hơi đuối rồi đó. Được chưa? Rồi, cho nên thôi hôm nay bài của mình đến đây thôi. Các bạn có gì thắc mắc không? Nếu không có gì thắc mắc thì